bánh con tôm siêu to khổng lồ. Nó giòn, mình nó mềm tan liền luôn. Mở ra nghe thơm mùi tôm, mềm giòn. Giống như nó có mùi tiêu nữa thầy, nhưng mà nó không có cay. Ngậm thôi đã tan rồi. Chứ không có dê, không có cứng như... Có chút xíu mùi mặn, mùi tiêu, mùi tôm. Ngậm vô là giòn, mềm. Được không? Thế bánh nhà mấy bánh này mấy người lớn ăn rồi được hết. Ngon. Vô là nó chảy liền.